Xin chào anh em đang xem video của Bot Guppy Channel. Thì vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, tức là 15 giờ á, thì trên Shopee sẽ tiếp tục sale cám Invea chương trình của shop mình. Mình xin nhắc lại là chương trình sale cám Invea này chỉ diễn ra tại trên Shopee và không diễn ra trực tiếp bằng bất cứ hình thức nào khác. Thì cái này là bên Shopee họ hỗ trợ cho chúng ta, họ hỗ trợ shop mình là được bán sản phẩm nó với giá cực kỳ là ưu đãi, là chương trình của Shopee khuyến mãi. Mình nhắc lại một lần nữa là chỉ có tầm khoảng 2.000 đến 4.000 một sản phẩm cám Invea trị giá 25.000. Nếu anh em nào có quan tâm đến sản phẩm này thì có thể lên Shopee và mua, và khi mua thì sẵn tốn tiền ship mà, thì anh em hãy mua thêm một số linh kiện sản phẩm khác nữa để cho nó giảm cái giá thành được hiệu quả hơn. Ví dụ mình thấy có nhiều anh em hũ cám 2k, thường là giảm còn 2k mà anh em mua, xong rồi anh em chỉ mua sản phẩm cám thôi, thấy hơi tiếc vì vẫn phải tốn tiền ship cho phí đó. Mà ở số anh em có mã receipt á thì được vẫn được receipt ok đó, nhưng cũng hơi tiếc. Rồi trả anh em video là mình nói đây thôi. Seguendo strade dove chissà fermeremo il tempo.
Hey.